Tin dự giáng xuống trai như sét đánh ngang tai. Anh không thể tin vào tai mình khi nghe tin công ty gia đình đã phá sản. Mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt anh. Gia đình anh, từng sung túc và đầy đủ, giờ đây phải đối mặt với sự phá sản. Những ngày tháng hạnh phúc, những bữa cơm ấm cúng giờ chỉ còn là ký ức xa vời. Phá sản. Từ ngữ ấy cứ văng vẳng bên tai, mỗi tiếng thốt ra như một nhát búa giáng vào tinh thần anh. Anh cảm thấy như mình đang chìm trong một cơn ác mộng không lối thoát. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến vậy? Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu anh, nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng. Ước mơ, hoài bão của anh, tất cả dường như sụp đổ xung quanh, bỏ mặc anh đứng đó giữa đồng đổ nát của cuộc đời mình. Những kế hoạch tương lai, những dự định lớn lao giờ chỉ còn là những mảnh vỡ. Tim trai đau nhói, một nỗi đau sâu thẳm hơn cả sự thất vọng. Anh cảm thấy như mình đã mất đi một phần của chính mình, một phần không thể thay thế. Chuyện này không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự mất mát về sự ổn định, là sự tan vỡ nền tảng gia đình. Những giá trị mà anh từng tin tưởng, những điều mà anh từng coi là chắc chắn giờ đây đều bị lung lay. Cuộc sống anh từng biết, tương lai anh từng hình dung, tất cả đều tan biến trong chớp mắt. Anh cảm thấy như mình đang lạc lối trong một thế giới xa lạ, không còn điểm tựa. Thế giới xung quanh dường như mờ nhạt khi gánh nặng của hiện thực mới đè nặng lên vai. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Anh biết mình không thể phớt lờ cuộc khủng hoảng này, anh phải đối mặt với nó, phải tìm cách vượt qua, dù cho điều đó có khó khăn đến đâu. Gia đình anh cần anh lúc này hơn bao giờ hết. Họ cần một người dẫn dắt, một người có thể đưa họ ra khỏi tình cảnh khó khăn này. Nghĩ đến việc rời xa Pu và bạn bè vào thời điểm quan trọng như vậy, khiến anh dẫn vật, nhưng bổn phận đang gọi. Anh biết rằng mình không thể ở lại, không thể tiếp tục sống trong sự an nhàn khi gia đình đang gặp nguy. Anh phải trở về quê hương, đối mặt với cơn bão đang đe dọa nhấn chìm gia đình mình. Anh phải là người đứng ra bảo vệ họ, dù cho điều đó có nghĩa là phải hy sinh những ước mơ của chính mình. Với trái tim năng chịu, trai đưa ra quyết định. Anh sẽ không để gia đình mình phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Anh sẽ rời đi ngay lập tức. Không có thời gian để do dự, không có thời gian để tiếc nuối. Anh phải hành động ngay bây giờ. Anh sẽ là trụ cột vững chắc mà gia đình anh đang rất cần. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải bỏ lại ước mơ của chính mình. Anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng họ có thể vượt qua cơn khủng hoảng này. Tuy nhiên, quyết tâm của anh không thể xoa dịu sự hỗn loạn đang hoành hành trong anh. Những cảm xúc lẫn lộn, những nỗi lo sợ và sự bất an vẫn tiếp tục ám ảnh anh, nhưng anh biết rằng mình không thể để chúng kiểm soát. Nhìn vào bức ảnh gia đình, anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, những tiếng cười và niềm vui. Đó là động lực để anh tiếp tục, để anh không bỏ cuộc. Trai biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Anh sẽ không để gia đình mình phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Bình minh mới đang chờ đợi, và trai tin rằng dù cho đêm tối có dài đến đâu, ánh sáng của ngày mới sẽ luôn xuất hiện. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Gia đình là tất cả đối với anh, và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ. Dù cho cuộc sống có khó khăn đến đâu, anh biết rằng họ sẽ luôn ở bên anh, và đó là sức mạnh lớn nhất của anh. Cả thế giới dường như đang đè nặng lên vai trai khi anh chuẩn bị rời đi. Anh cảm thấy như mỗi bước đi, mỗi hành động đều mang theo một trọng trách vô hình, một gánh nặng mà anh không thể trốn tránh. Mỗi món đồ anh sắp xếp, mọi việc anh cố gắng hoàn thành đều là lời nhắc nhở phụ phàng về cuộc sống mà anh tạm thời bỏ lại phía sau. Những kỷ niệm, những giấc mơ chưa hoàn thành, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, như một cuốn phim quay chậm. Niềm vui từ những trải nghiệm chung, tiếng cười, tình bạn, giờ đây tất cả đều nhuộm màu buồn vui lẫn lộn, phảng phất nỗi buồn của lời chia tay sắp tới. Những khoảnh khắc hạnh phúc giờ đây trở thành những kỷ niệm đau lòng, những dấu ấn không thể xóa nhòa. Anh biết mình phải nói với Pu. Anh biết rằng sự im lặng sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn, rằng cô xứng đáng được biết sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu. Nghĩ đến việc nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, anh lại thấy sợ hãi. Anh sợ rằng cô sẽ không hiểu, rằng cô sẽ cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi. Nhưng anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rời đi mà không nói lời tạm biệt, mà không đưa ra lời giải thích nào cho sự ra đi đột ngột của mình. Anh không muốn để lại một khoảng trống, một vết thương không lành trong lòng cô. Làm sao anh có thể giải thích được cơn bão đang hoành hành trong lòng, nỗi sợ hãi về tương lai của gia đình, trọng trách nặng nề mà giờ đây anh phải gánh vác. Những lộ toan, những áp lực không ngừng đè nặng lên tâm trí anh, khiến anh cảm thấy như mình đang chìm dần trong một biển cả vô tận. Khi anh đang loay hoay tìm kiếm những lời lẽ thích hợp, một làn sóng bất lực trào dâng trong anh. Anh cảm thấy mình như một người lạc lối, không biết phải đi về đâu, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.
Anh cảm thấy mình như con thuyền nhỏ lạc giữa cơn bão tố, bị xô đẩy bởi những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát. Những cơn sóng dữ dội, những cơn gió mạnh mẽ, tất cả đều như muốn nhấn chìm anh, muốn cuốn anh đi xa khỏi bến bờ an toàn. Tim anh thắt lại vì Pu, vì nỗi đau mà sự vắng mặt của anh chắc chắn sẽ gây ra cho cô. Anh biết rằng cô sẽ đau khổ, sẽ cảm thấy mất mát, và điều đó khiến anh cảm thấy như mình đang phản bội lại tình yêu của họ. Anh khao khát được che chở cho cô khỏi những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, giữ cô an toàn trong vòng tay hạnh phúc của họ. Anh muốn bảo vệ cô, muốn giữ cho cô khỏi những đau đớn, những tổn thương mà cuộc sống có thể mang lại. Nhưng cuộc sống, như anh đã nhanh chóng nhận ra, luôn có cách len lỏi vào ngay cả những nơi trú ẩn đáng trân trọng nhất. Những thử thách, những khó khăn không bao giờ ngừng lại, và anh biết rằng họ phải đối mặt với chúng cùng nhau. Anh chỉ có thể hy vọng rằng Pu sẽ hiểu, rằng sợi dây liên kết giữa họ đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn bão này. Anh tin rằng tình yêu của họ sẽ là ngọn đèn dần lội, sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Thở dài, anh quyết tâm đi tìm cô để bày tỏ với cô sự chân thành và yếu đuối mà cô xứng đáng được nhận. Anh biết rằng chỉ có sự thật, chỉ có tình yêu mới có thể giúp họ vượt qua cơn bão này, và anh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để bảo vệ tình yêu của họ. Trước khi kịp tìm thấy Pu, trai đã cảm thấy một nỗi lo lắng không thể diễn tả bằng lời. Anh đi qua những con phố quen thuộc, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi bước chân như nặng nề hơn, mỗi giây phút trôi qua như dài đằng đẵng. Trai tình cờ gặp ta, đó là một cuộc gặp gỡ không hẹn trước, nhưng lại đến vào đúng lúc cần thiết nhất. Ta, người bạn thân thiết tự thuở nhỏ, xuất hiện như một ánh sáng trong bóng tối. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mỗi lời nói đều trở nên thừa thãi. Đôi mắt của ta như muốn nói lên tất cả, như hiểu rõ những gì trai đang trải qua mà không cần phải thốt lên một lời nào. Ta nhìn thấy sự hỗn loạn hắn sâu trên khuôn mặt trai, gánh nặng của cả thế giới đang đè nặng lên vai anh. Những nếp nhăn trên trán, đôi mắt mệt mỏi, tất cả đều phản ánh một tâm hồn đang chịu đựng. Anh đã từng nhìn thấy vẻ mặt ấy trước đây, vẻ mặt của một người đàn ông đang vật lộn với những gánh nặng quá sức chịu đựng. Ta nhớ lại những lần anh cũng đã từng cảm thấy như vậy, và lòng anh tràn ngập sự đồng cảm. Không nói một lời, ta kéo trai vào lòng. Đó là một cái ôm không chỉ để an ủi, mà còn để chia sẻ nỗi đau, để nói rằng tôi ở đây, bạn không cô đơn. Đó là cái ôm đầy cảm thông và thấu hiểu, một sự thừa nhận thầm lặng về cơn bão đang hoành hành trong tâm hồn người bạn của mình. Ta cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể trai, và anh siết chặt hơn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho bạn. Trong khoảnh khắc ấy, trai không cần phải giả vờ, không cần phải gánh vác gánh nặng một mình. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm, một sự giải thoát tạm thời khỏi những áp lực đang đè nặng lên vai. Cái ôm của ta mang đến một bến cảng an toàn, một khoảnh khắc nghỉ ngơi khỏi cơn bão tố đang đe dọa nhấn chìm anh. Trai nhắm mắt lại, hít thở sâu, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ người bạn thân thiết. Khi họ buông nhau ra, ta đặt tay lên vai trai, ánh mắt đầy lo lắng. Anh biết rằng chỉ một cái ôm thôi là chưa đủ, rằng trai cần nhiều hơn thế. Chuyện gì vậy? Anh hỏi, giọng nói trầm thấp đầy cảm thông. Ta muốn biết điều gì đã khiến bạn mình trở nên như vậy, muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Trai ngập ngừng một lúc, không biết phải diễn tả cơn lốc cảm xúc đang cuộn trào trong lòng như thế nào. Anh cảm thấy như mỗi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa, không thể diễn tả hết được nỗi đau và sự mệt mỏi. Anh luôn là người mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho bạn bè. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi, không biết đi về đâu. Giờ đây, đối mặt với chính sự yếu đuối của bản thân, anh chật vật tìm lời. Anh không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cũng không thể giấu giếm được nữa. Nhưng ánh mắt kiên định của ta, sự ủng hộ thầm lặng toát ra từ anh, đã cho trai sức mạnh mà anh cần. Ta không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở đó, lắng nghe và hiểu. Anh trút hết nỗi lòng mình cho người bạn của mình, thú nhận nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng lên anh. Mỗi lời nói như một viên đá được gỡ bỏ khỏi trái tim nặng trĩu. Ta kiên nhẫn lắng nghe, đưa ra những lời an ủi và động viên, nhắc nhở trai rằng anh không đơn độc trong cuộc chiến này. Anh nhắc nhở rằng có những người luôn sẵn sàng đứng bên cạnh, chia sẻ và giúp đỡ. Họ cùng nhau bước đi, không cần phải nói thêm gì nữa. Sự hiện diện của ta đã đủ để trai cảm thấy an lòng, biết rằng mình không phải đối mặt với mọi thứ một mình. Khi mặt trời lẫn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, trai cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn có một người bạn đồng hành, một người sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi buồn và niềm vui. Họ ngồi bên nhau, nhìn ra biển cả mênh mông, không cần phải nói gì thêm. Sự im lặng giữa họ không phải là khoảng trống, mà là sự kết nối sâu sắc, một sự hiểu biết không cần lời. Một nụ cười nhẹ nở trên môi trai, và ta đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy,
Họ biết rằng tình bạn của họ là một nguồn sức mạnh vô tận, một nơi trú ẩn an toàn trong mọi cơn bão tố của cuộc đời. Với trái tim nặng trĩu, nhưng tâm hồn đã tìm thấy sự bình yên, cuối cùng trai cũng tìm thấy Pu. Cô vẫn rạng rỡ như mỗi khi, nụ cười của cô như ngọn hải đăng soi sáng màn đêm u ám đang bao trùm lấy anh. Nhìn thấy cô, anh chợt nhớ đến tất cả những gì mình đang đấu tranh, tất cả những gì mình yêu quý. Anh kéo cô sang một bên, tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. Pu, anh bắt đầu, giọng nghẹn ngào xúc động. Anh phải đi, anh phải về nhà. Nụ cười của Pu tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi, giọng đầy lo lắng. Trai do dự, răng xé giữa mong muốn che chở cho cô khỏi sự thật phụ phàng và việc cô xứng đáng biết sự thật từ anh. Là gia đình anh, cuối cùng anh cũng thừa nhận, gia đình anh đang gặp khó khăn. Anh không đi vào chi tiết, không thể tự mình nói rõ mức độ phá sản của gia đình. Nhưng trong mắt cô, anh thấy sự thấu hiểu dần hiện lên, phản ánh sự đồng cảm đã gắn kết họ lại với nhau. Anh cúi xuống, trán áp vào trán cô. Anh phải đi, anh thì thầm, giọng nghẹn ngào xúc động, nhưng anh hứa anh sẽ quay lại.